Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1558-1559 Tần Trần ngược lại là biết, Thượng Cổ Thiên Giới, Thiên Địa Thánh Khí 10 phần nồng hậu dày đặc, có thâm nhập vào lòng đất, lắng động xuống, cùng lòng đất vô số tinh thạch kết hợp, biến thành thánh mạch, mà bây giờ Thiên Giới bên trong, Thiên Địa Thánh Khí bắt đầu mỏng manh, đã rất khó tạo thành như thế cao cấp cực lớn thánh mạch, nhưng mà, các đại thế lực muốn phát triển. Nhất thiết phải có lớn thánh mạch mới có thể duy trì, bằng không bằng vào đệ tử hấp thu trên không tự do thiên địa thánh khí không biết tu luyện tới năm nào năm nào từ phàm thánh đột phá địa thánh còn tốt từ địa thánh tấn thăng đến thiên thánh lúc liền cần vô cùng thiên địa thánh khí chỉ là ở trong thiên địa thổ nạp cả một đời cũng góp nhặt không đến bởi vậy một chút đỉnh cấp thế lực lớn ở giữa tranh đoạt thường thường chính là tranh đoạt với nhau viễn cổ thánh mạch chỉ có có viễn cổ thánh mạch mới có thể nắm giữ sinh tồn và phát triển cơ hội tại tầng trần xem ra, toàn bộ diêm la trong bí cảnh, giá trị lớn nhất chính là lòng đất đầu này viễn cổ thánh mạch, mặc dù đầu này thánh mạch, tại ức vạn năm trong lịch sử. Đã tiêu hao 7-8 phần, còn dư lại sức mạnh, 10 không còn một nhưng mà vẫn như cũ 10 phần kinh khủng, hắn bây giờ muốn sinh sinh dùng đại thần thông thu lấy, nhổ tận gốc, đưa vào càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong. Vì chính mình tương lai đột phá thiên thánh bắt đầu làm chuẩn bị, Diêm La bí cảnh dưới đáy đầu này linh mạch, là cả Vân Châu cảnh nội vạn hóa sơn mạch. Một cái lớn nhất, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận thiên địa thánh khí, thậm chí có mình linh tính. Cần Diêm La Thánh Chủ Ma Thi Áp Bách ở phía trên, dùng ma lực giam cầm, chậm rãi rút ra lấy nó thiên địa thánh khí, tiến hành tinh luyện, trở thành toàn bộ Diêm La bí cảnh vận chuyển sức mạnh, đương nhiên, viễn cổ thánh mạch cũng không hoàn toàn là viễn cổ thánh khí cấu thành, trong đó còn hỗn hợp lòng đất sức mạnh. Đủ loại đáng sợ thuộc tính cùng với viễn cổ cái kia một hồi đại chiến, vô số rơi xuống một chút ma tộc lưu lại ý niệm ở trong đó, loại này viễn cổ thánh mạch bên trong thiên địa thánh khí hấp thu sau đó, còn muốn tiến hành tinh luyện, mới có thể hóa thành tinh khiết thiên địa thánh khí tiến hành hấp thu, hay là đang dược, tinh luyện, tịnh hóa thánh khí, cũng là một cái phức tạp quá trình. Là mỗi võ giả tất tu công khóa, bất quá bây giờ, tầng trần luyện hóa viễn cổ thánh khí thủ đoạn, căn bản không phải vậy cường giả có thể so sánh được chỉ cần đem đầu này to lớn viễn cổ thánh mạch một chút rút ra, phong ấn, tiến vào càng không tạo hóa ngọc điệp, lợi dụng bổ thiên chi thuật, tuế nguyệt chi lực, liền có thể hoàn toàn đề luyện ra, hóa thành cuồng cuộn thiên địa thánh khí. Hơn nữa, vạn giới ma thụ lớn lên, cũng cần xa như vậy cổ thánh mạch tiến hành tẩm bổ, phía trước thu lấy cái kia một đầu căn bản không đủ nhìn, căn bản không cần tần trần động thủ, đã mất đi diêm la thánh chủ ma thi ác bách, đầu này viễn cổ thánh mạch trực tiếp liền rụt rịch, muốn hóa thành một đầu cự long, bay lên trời, thu. Tần trần một quan lãnh lệ, hướng xuống đất. Đánh ra trăm ngàn đạo thủ ấn, vô số địa thánh bản nguyên, xâm nhập lòng đất, bắt đầu phong ấn viễn cổ thánh mạch, đại địa đang rung rẩy, sông núi tại sụp đổ, dòng sông tại đất gãy, toàn bộ diêm la bí cảnh, phản phất tận thế hàng lâm, trần thiểu, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Ngao liệt bọn người thấy thế, nhao nhao động, nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái cường thế ra tay. ầm âm, âm, 18 tôn cường giả cấp cao nhất cùng nhau ra tay, đây là bực nào tràn cảnh, hơn nửa ngao liệt vẫn là nửa bước thiên thánh, lần này, vô tận lực lượng trấn áp tại viễn cổ thánh mạch phía trên, có thế cái kia viễn cổ thánh mạch, thế mà thờ ơ, vẫn như củ bay vút lên, phải rời đi nơi này, đây là có thế chờ lực lượng đáng sợ, hừ, cho bản thiếu thần phục. Tần trần quát lạnh, hai con ngươi bắn mạnh thần hồng, thể nội phổi chấn động, bổ thiên chù y hư ảnh, nhẹ nhàng chấn động, ầm ầm, dưới mặt đất đầu kia viễn cổ thánh mạch, gật gù đắc ý, khổng lồ thiên địa thánh khí, phóng lên trời, không gian bị chấn động đến mức thấp nơi nứt ra. Mặt đất sụp đổ xuống, vô số cự đại mà trong huyệt, phun ra trường hồng vậy thần quang. Vô tận viễn cổ thánh mạch khí tức phun mạnh ra tới, những khí tức này, mỗi một đạo đều tương đương với một tôn tuyệt thế địa thánh cao thủ đang toàn lực ra tay công kích đây là viễn cổ thánh mạch sức phản kháng lượng, đồng dạng tuyệt thế địa thánh như thế thu lấy viễn cổ thánh mạch, sớm đã bị đánh chết, không, đừng nói tuyệt thế địa thánh, chính là thiên thánh cao thủ đến đây. Cũng giống vậy như thế, sẽ bị trấn sát, trừ phi là đỉnh phong thiên thánh cao thủ, bất quá tầng trần khác biệt, nắm giữ bổ thiên chù y, trấn áp vạn cổ, thi triển bổ thiên chi lực, có thế tu bổ thiên địa, rèn luyện hoàng vũ, đây là bất luận cái gì thiên thánh đều không thể so sánh hắn trông thấy cái này viễn cổ thánh mạch phản kháng lợi hại, biến sắc, hai tay kết ấn, bổ thiên chủ y chấn động. Bổ thiên chi quan như đồng đạo đạo internet vết trách, hướng phía dưới bao phủ, bổ thiên chi thuật, vạn cổ tạo hóa, thiên địa hoàng vũ, thủy nguyên làm một. Bổ thiên chi lực vung xuống, thâm nhập vào lòng đất, một chút liền đem cực lớn viễn cổ thánh mạch cho bao phủ lại, trống giận trung trời, núi lửa phun trào, trăm ngàn đạo lớn khí tức phóng lên trời, đem toàn bộ diêm la bí cảnh làm cho rối loạn. Tần Trần nắm lấy cơ hội, thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong vạn giới ma thụ chi lực, trấn áp xuống, ầm ầm, đầu này viễn cổ thánh mạch lập tức bị trấn áp không thể động đậy, thu. Tần Trần hét lớn một tiếng, đại thủ vồ xuống, hừng hực sức mạnh, đem viễn cổ thánh mạch nắm lên, lúc này, ngao liệt bọn người liền thấy Tần Trần giống như thiên thần. Toàn thân kim quang, dâng lên vô tận thần hồng, đại thủ nhô ra, phô thiên cái địa, bắt bỏ vào lòng đất bản khối bên trong, quanh, sau một khắc, một đạo dài đến vạn dặm trắng noãn cự long, bị hắn lập tức bắt đi ra, trên không trung phát ra gầm thét, hư không từng cục chấn động, muốn phá toái, đây chính là thiên giới hư không, đều phải phá toái, đây là bực nào sức mạnh. Nhưng tần trần không sợ, mặc kệ cái này trắng noãn cự long thánh mạch dãy dụ như thế nào, vẫn như cũ bị hắn chậm rãi vô bắt dựng lên, sau đó, bên trên bầu trời xuất hiện một tôn cánh cửa khổng lồ mang theo chí cao vô thượng khí tức đem đầu này cự long cho thu lấy tiếng vào toàn bộ diêm la trong bí cảnh hết thảy thánh khí ba động đều ngừng ngủ lại tới toàn bộ vạn hóa sơn mạch lại lấy được an bình bất quá nguyên bản ma khí dũng động diêm la bí cảnh không gian bắt đầu sụp đổ nhanh chóng phai nhạt xuống ầm ầm toàn bộ diêm la bí cảnh tại bắt đầu đổ sụp cái này một mảnh bí cảnh đã mất đi diêm la thánh chủ ma thi lại mất đi cung cấp sinh cơ viễn cổ thánh mạch, tự nhiên trực tiếp sụp đổ, đi. Tần trần quát khẽ một tiếng, nhúng người nhảy lên. Một tiếng ầm vang, một đám người nhao nhao xông ra diêm la bí cảnh, xuất hiện ở vạn hóa sơn mạch, thiên giới liệt nhật chi quan chiếu rọi xuống, đám người trải qua trận này rèn luyện, chợt cảm thấy giống như cách một thế hệ, đi ra. Ha ha ha, cuối cùng đi ra. Ngao liệt bọn người kích động không thôi, cúi đầu nhìn lại, nguyên bản tà khí sâm sâm sơn cốc đã hóa thành phế tích. Vô tận ma khí bị liệt nhật chiếu xạ, hôi phi yên diệt, một phe này diêm la bí cảnh, phản phất từ đến đây chưa từng xuất hiện đồng dạng, về trước thương huyền thành. Tần trần trầm giọng nói, ngao liệt lập tức thi triển ra noa phương chu, một đám người tiến vào noa phương chu, phương chu chấn động, cấp tốc lướt về thương huyền thành, mà giờ khắc này thương huyền thành bên trong. Mấy chiếc đáng sợ chiến hạm, cũng đã cao vút ở thương huyền thành bầu trời, chiến hạm kia phía trên, điều khắc có đáng sợ hỏa diễm đồ văn, chính là hồn hỏa thế gia tiêu chí, để các ngươi thương huyền thành thành chủ ngao liệt lăn ra đến. Tức giận ù ù, một đám đáng sợ hồn hỏa thế gia cao thủ, cao vút thương huyền thành bầu trời, hồn hỏa thế gia chư vị bằng hữu, chẳng biết tại sao tự tiện xông vào ta thương huyền thành. Thương huyền thành bên trong, truyền ra một tiếng nói già nua, lại như hồng chung đại lữ, đinh tai nhức óc đây là một cái lão giả cũng là thương huyền thành bên trong ở lại giữ cao thủ ngao liệt tiến đến vạn hóa sơn mạch đương nhiên sẽ không đem tất cả cao thủ mang hết đi tất nhiên muốn lưu lại một chút tọa trấn thành trì để phòng bị người đánh lén có ai nghĩ được hồn hỏa thế gia nhân vậy mà đại quân đột kích khí thế hạo đảng ngươi thương huyền thành làm chuyện tốt chẳng lẽ các ngươi không biết nhưng ngao liệt thành chủ lăng ra đến đầu lĩnh hồn hỏa thế gia cường giả là một gã râu tóc hoa râm lão giả, toàn thân tinh khí trùng thiên, trên thân bao phủ hữu thần cầu vòng. Giống như một tôn thần vương, chấp trưởng thiên địa, hắn toàn thân đằng đằng sát khí, ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chầm chầm phía dưới thương huyền thành, sát khí như rực, cơ hồ tạo thành đại dương mênh mông, khắc hồn hỏa thế gia cao thủ cũng đều đằng đằng sát khí nhìn xem ngao gia người trưởng lão này, phản phất đối phương cũng không phải gì đó mà thánh hậu kỳ cường giả. Mà chỉ là một kẻ sâu kiến, đây là bực nào miệt thị ngao gia danh gia này lão gọi ngao tuân sớm tại hàng vạn năm trước liền đã đột phá mà thánh hậu kỳ cũng là ngao gia gần với ngao liệt cao thủ là ngao gia đại trưởng lão trưởng khống thương huyền thành đại trận bằng không ngao liệt cũng sẽ không yên tâm nhường hắn tới tọa trấn thương huyền thành nếu là đổi một người đối với hắn ngao gia như thế khinh miệt hắn đã sớm một cái tác trực tiếp đập chết thế nhưng là đối đầu hồn hỏa thế gia nhân hắn chỉ có thể nhịn hồn hỏa thế gia so với ngao gia hoàn toàn chính xác còn đáng sợ hơn bên trên không thiếu là vân châu đại thế gia ít nhất thương huyền thành cũng chỉ có ngao liệt một cái tuyệt thế địa thánh mà hồn hỏa thế gia tuyệt thế địa thánh cũng không tại số ít trước mắt cái này một lão giả chính là bất quá ngao tuân sức mạnh vẫn là rất đủ hồn hỏa thế gia đội ngũ mặc dù đáng sợ thậm chí còn có tuyệt thế địa thánh cao thủ nhưng hắn ngao ra sân nhà chiến đấu nắm giữ phòng ngự đại trận tuyệt thế địa thánh cũng không khả năng oanh phá bằng không thương huyền thành làm sao có thể cao vút lâu như vậy, đương nhiên, nếu là có thể không phát sinh chiến đấu, Ngao Tuân là vạn vạn không muốn cùng hồn hỏa thế gia phát sinh xung đột. Các hạ chớ quá mức, ta Ngao Gia tại Vân Châu cũng không phải ngồi không, còn chưa tới phiên ngươi hồn hỏa thế gia tới ta thương huyền thành dương oai. Ngao Tuân mặc dù nghi hoặc hồn hỏa thế gia nhân vì cái gì tức giận như vậy, nhưng vẫn là cắn răng nói, nhưng hắn nhận túng, đó là không có khả năng, xem ra ngươi ngao gia đúng sai muốn cùng ta hồn hỏa thế gia đối kháng rốt cuộc. Đã như vậy, đây cũng là đừng nói nhảm, động thủ, trước cầm xuống thương huyền thành. Hồn hỏa thế gia lão giả lạnh trên một tiếng, lập tức, phía sau hắn một đám cường giả đều giết rồi đi ra, ầm ầm, nhao nhao ngẩng đầu, đủ loại công kích giống như mưa to đồng dạng trút xuống, trung chuyển chư thiên, không tốt, mở đại trận ra. Ngao Tuân không nghĩ tới hồn hỏa thế gia nhân nói động thủ liền động thủ cũng may hắn sớm đã phòng bị, tại hồn hỏa thế gia nhân xuất thủ trong nháy mắt, liền mở đại trận ra, ông, một đạo kinh khủng trận quan tạo thành, lập tức bao phủ lại toàn bộ thương huyền thành, lập tức, vô tận công kích rơi xuống, giữa thiên địa phát sinh kịch liệt quanh minh, vô tận uy năng trùng thiên, khắp nơi đều là kinh người nổ tung, lệ chu chim cắt, ngươi đừng quá mức. Ngao tuân gầm thét, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nghĩ không ra hồn hỏa thế gia nhân thực sẽ trực tiếp ra tay, này bằng với là vạch mặt, quá đáng. Ta hồn hỏa thế gia thế tử lệ đông vũ cùng cung phụng độc la hâm tại ngươi thương huyền thành cảnh nội mất tích, bây giờ, hai người hồn hỏa tiêu tan, không rõ sống chết, ngươi còn nói ta quá đáng. Thức thời, nhường ngao liệt lăn ra đến. Cho ta hồn hỏa thế gia một cái công đạo, bằng không, hôm nay ta hồn hỏa thế gia liền bình định ngươi thương huyền thành. Thiên giới bên trong, cường giả vi tôn, coi như ta hồn hỏa thế gia đưa ngươi thương huyền thành toàn bộ đồ, bản tọa ngược lại muốn xem xem, Vân Châu có ai dám nói không chữ. Hồn hỏa thế gia lão giả đằng đằng sát khí, cái gì? Lệ đông vũ thế tử hồn hỏa tiêu tán. Ngao tuân giật nảy cả mình, thần sắc hải nhiên, hồn hỏa, là hồn hỏa thế gia đặc biệt thủ đoạn, dùng để giám sát dưới trướng đệ tử sinh tử, hồn hỏa tiêu thất thường thường chỉ có một cái khả năng. Đó chính là lệ đông vũ cùng độc la hâm đã vẫn lạc, Ngao Tuân trong lòng lập tức lo lắng, hắn lo lắng không phải lệ đông vũ, mà là Ngao Liệt thành chủ, ma tộc bảo tàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hơn ba tháng, một điểm động tĩnh cũng không có. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Ngao Liệt thành chủ đi vào tìm tòi một tháng, cũng đã là cực hạn, lần này, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào, Ngao Tuân trong lòng vốn là lo nghĩ, bây giờ càng là trầm xuống, nhưng hắn trên mặt lại không có biểu hiện, lạnh giọng nói, lệ chu chim cắt, ngươi hồn hỏa thế gia lệ đông vũ thế tử. Tại ta thương huyền thành thịnh hội thảo hạch sau đó, liền đã rời đi, cùng ta thương huyền thành có liên can gì? Đến nỗi ngao liệt thành chủ, hắn hơn ba tháng trước có việc rời đi, chưa trở về, các hạ nếu là muốn gặp ngao liệt thành chủ, nhưng chịu không được tâm chờ, hoặc đợi ngao liệt thành chủ trở về, lão phu thông báo tiếp ngươi hồn hỏa thế gia cũng không muộn. Hắn bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian xem ra ngươi là không muốn thông báo cũng được chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hôm nay ta liền diệt ngươi thương huyền thành nhìn ngươi thương huyền thành như thế nào mạnh miệng cái kia lệ chu chim cắt lạnh lùng nói tay phải nhất một cái quanh quy tắc ngưng kết bốn phía lập tức hóa thành một cái biển lửa hỏa hệ quy tắc chấn động quanh vô tận trong biển lửa từng đầu đáng sợ hỏa diễm nộ long phá diễm mà ra lớn như núi cao hướng về phía dưới thương huyền thành gào thét mà đi, phòng ngự. Ngao tuân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi động đại trận, trong phủ thành chủ, vô số ngao gia cao thủ đồng tâm hiệp lực, đem đại trận thôi động đến cực hạn, lập tức, vô tận ánh lửa bị ngăn cản xuống, loãng soạn ánh lửa thanh âm trùng thiên, nhiễm đỏ nửa bầu trời, đây là mà phẩm đỉnh phong đại trận. Tuyệt không phải dễ dàng liền có thể phá vỡ, thương huyền thành bên trong, vô số võ giả đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, Vị khí tức kinh khủng như thế cho chấn nhiếp cổ dược đại sư, thương cổ khoảng không, tầng đình đình bọn người, cũng nhau nhau xuất hiện, vô số võ giả lơ lửng thương huyền thành bầu trời, kinh hải đại chiến, hồn hỏa thế gia, vân châu đỉnh cấp thế lực đột kích. Ai không sợ hãi, thương huyền thành vừa vỡ, e rằng toàn bộ thành trì tất cả mọi người đều muốn nguy hiểm, lệ chu chim cắt nhướng mày, hướng về phía sau lưng đạo, chư vị, còn chưa động thủ. Sưu 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 từ phía sau chiến hạm bên trong, lại lần nữa bay lượn ra mấy người, mỗi cái sát khí ngút trời, phun trào tuyệt thế địa thánh khí tức, tuyệt thế địa thánh. Ngao tuân thất thanh kinh hải. Cư nhiên lại là mấy tôn tuyệt thế địa thánh, hồng hỏa thế gia tọa trấn Vân Châu, vì Vân Châu đỉnh cấp thế lực, so thương huyền thành mạnh là khẳng định, nhưng nghĩ không ra, lần này sẽ dốc toàn bộ lực lượng, mấy đại tuyệt thế địa thánh cùng nhau mà đến, phá trận pháp này hồn hỏa thế gia rất nhiều tuyệt thế địa thánh đồng loạt ra tay lập tức thương huyền thành đại trận kịch liệt lắc lư lung lay sắp đổ cái này phẩm tột cùng đại trận mặc dù đáng sợ nhưng dù sao chỉ là mà phẩm đỉnh phong làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy tuyệt thế địa thánh công kích chư vị liên thủ phòng ngự chung khắc gian khổ bằng không thành trì vừa vỡ ai cũng sống không được ngao tuân trừng mắt đều nứt lên tiếng trống to trên thân hồng quan trùng thiên chư vị hồn hỏa thế gia khí thế hùng hổ mà đến phá ta thương huyền thành đại trận nếu là đại trận vừa vỡ thành nội tất cả mọi người đều sống không được theo ta cùng nhau kháng địch chư vị đại gia cùng hồn hỏa thế gia nhân liều mạng trong phủ thành chủ vô số cường giả trống giận hô hào toàn thành tiến hành chống cự đi cổ dược đại sư thương cổ khoảng không tần đình đình bọn người không chút do dự nhau nhau xông tới cho đại trận rót vào sức mạnh, lập tức, đại trận nở rộ tia sáng, cuồn cuộn thần quang ngút trời, vô tận trận văn mạch lạc lan tràn ra, che đậy thiên địa, hồng hỏa thế gia công kích, liên tiếp bị ngăn cản tới, ân. Lệ chu chim cắt nhíu mày, thương huyền thành phòng ngự vậy mà đáng sợ như thế, không hổ là vân châu cổ lão thế gia ngao gia trấn giữ thành trì. Ở tòa này thành trì bày ra đại trận, liền tuyệt thế địa thánh đều công không phá được, phía dưới ngao tuân bọn người thì tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đại trận không phá, bọn hắn sẽ trả có hy vọng, một đám phế vật, liền chỉ là một tòa mà phẩm đỉnh phong đại trận đều không phá được, khó trách ta hồn hỏa thế gia tên tuổi, tại Vân Châu đều mất hết. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, hư, một thân ảnh từ một tòa chiến hạm bên trong bắn ra, tiếp đó dừng một cái, rơi vào lệ chu chim cắt trước người, thanh âm hắn âm ầm, như là sấm nổ, lão tổ nhìn thấy người này, lệ chu chim cắt vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính, vô cùng thành kính, cái này một lão giả toàn thân dẫn động thiên địa khí thế, từng đạo đáng sợ thiên địa quy tắc xuất hiện. Hóa thành tơ lụa, quấn quanh ở quanh người hắn, lại giống như là thần vương đồng dạng, rộng rãi hạo đảng, cái này một cổ khí thế vừa ra, thiên địa đều ở đây rung động, phía dưới thương huyền thành đại trận tại ù ù anh minh, hồng hỏa thế gia lão tổ, lệ rơi ngao tuân không khỏi hít một hơi lãnh khí nội tâm hiện lên vô tận sợ hãi hải nhiên lệ rơi hồn hỏa thế gia lão tổ nửa bước thiên thánh cảnh giới cao thủ nghe đồn hắn năm đó ở đột phá thiên thánh ranh giới thời điểm tẩu hỏa nhập ma suýt chút nữa vẫn lạc về sau hồn hỏa thế gia nội tình thâm hậu tiêu hao gia tộc vô tận tài phú mới đưa hắn cứu được trở về nhưng hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở nửa bước thiên thánh cảnh giới cũng không còn cách nào tiến thêm một chút nhưng lại như thế nào? Hắn cũng là nửa bước thiên thánh cao thủ, hồng hỏa thế gia đệ nhất cao thủ, ai có thể nghĩ, vậy mà đến nơi này, một đám phế vật, còn già hơn tổ ta tự mình động thủ. Lệ rơi ngạo nghễ nói, giơ tay phải lên, oanh, vô tận thiên thánh quy tắc hiển hóa, giống như tinh hà rơi xuống đồng dạng, hướng về phía dưới Thương Huyền Thành đại trận ầm vang rơi xuống phía dưới, bang. Thiên băng địa liệt, Thương Huyền Thành đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ ra, ngao tuân bọn người từng cái thổ huyết bay ngược, chật vật không chịu nổi, đáng sợ trời sinh đạo tắc, quanh quẩn thiên địa, hoành kích trường không, phía dưới, thương huyền thành vô số đỉnh cấp cao thủ, từng cái ngã trái ngã phải, chính là ngao tuân cũng không ngoại lệ, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Mà lệ rơi đâu, phong đạm vân kinh, đứng ngạo nghễ phía chân trời, giống như thiên thần, chúa tể thế gian, ngao tuân nhóm cường giả không khỏi kinh hải muốn chết, đây chính là nửa bước thiên thánh cao thủ sao. Mấy ngày liền thánh đô chưa từng đạt đến, nhất kích phía dưới, mà phẩm tục cùng đại trận phá toái, vô số cường giả bị một chiêu đánh bại, trên lệch của song phương lớn đến không biên giới. Cũng khó trách, thiên giới vô số người đều muốn trở thành thiên thánh cao thủ, thiên thánh, câu thông thiên giới quy tắc, chúa tể thiên địa, nhất kích phía dưới, thiên băng địa liệt, không thể địch nổi, chỉ cần có một tôn thiên thánh, như vậy một cái gia tộc, có thể truyền thừa vạn năm, mười vạn năm, thậm chí càng lâu. Đây là bực nào đáng sợ, diệt cho ta thương huyền thành. Đúng, cái này thương huyền thành phía dưới, còn có một đầu viễn cổ thánh mạch cũng cùng nhau nhiếp thủ a, ngao gia đã là gia tộc suy tàn, sớm nên từ thiên giới trong lịch sử xóa đi. Lệ rơi lạnh lùng nói, là lão tổ. Lệ chu chim các bọn người cười lạnh tiếng lên, ánh mắt rét lạnh, dừng tay, các ngươi làm như vậy, không sợ vân châu trách phạt sao? Ngao tuân run rẩy nói. Vân Châu trách phạt, lệ chu chim cắt bọn người cười, ngao tuân, vọng ngươi cũng là ngao gia đại trưởng lão, chẳng lẽ liền cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý cũng không hiểu sao. Thiên giới bên trong, ai mạnh, người đó liền có thể chúa tể hết thảy, như hôm nay giới hỗn loạn, các nơi cũng là cường giả cắt cứ, các đại phủ đô muốn khuếch trương. Chúa tể thiên giới, ta hồn hỏa thế gia diệt ngươi thương huyền thành, Vân Châu biết được, e rằng không những sẽ không trách phạt, chỉ có thể đem thương huyền thành bang cho ta hồn hỏa thế gia, cái này thương huyền thành tại vô số vạn năm phía trước, không phải cũng là ngươi ngao gia như thế có được sao? Lệ Chu Chim cắt cười lạnh, ánh mắt nhìn chầm chầm ngao tuân, ngao gia đại trưởng lão. Chém giết các hạ hẳn là rất có ý tứ chứ. Ngao tuân bị cái nhìn này thấy càng là trong lòng đột nhảy, giống như trái tim đều phải nhớ lại cuốn họng tới, loại cảm giác này vô cùng không tốt, nhưng hắn phản phất bị một đầu mảnh thú nhìn chăm chú vào, toàn thân phát lạnh đối phương là tuyệt thế địa thánh cho hắn áp lực quá lớn chẳng lẽ cũng chỉ có thể chạy trốn sao thế nhưng là trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây huống chi hồn hỏa thế gia nhiều cao thủ như vậy hắn căn bản trốn không thoát lệ chu chim cắt khí ngược nhìn xem ngao tuân cười lạnh nói ngao tuân như thế nào nếu như ngươi nguyện ý tự vẫn mà nói bản tọa ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thay. hắn cười ha ha trong nháy mắt bột phát ra vô cùng sát ý. Nhưng thương thiên cũng là rung lên, ngao tuân không khỏi trong lòng bối rối, có thế sau đó nhưng là giận tím mặt, hắn đường đường địa thánh hậu kỳ cường giả, vô luận đặt ở Vân Châu chỗ kia đều có thể xưng một tiếng cường giả, chính là đi Vân Châu Châu Thành, cũng sẽ bị thế lực khác trọng dụng, há có thể không chiến tự vẫn, muốn cho ta tự vẫn, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Ngao Tuân gầm thét, là ta thương huyền thành, liền cùng bọn hắn liều mạng lệ chu chim cắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tay phải vươn ra, hướng về ngao tuân vỗ tới, khinh miệt nói, thứ không biết chết sống. Giết! Ngao tuân nhưng là hét lớn một tiếng, cường thế nghênh tiếp, nhưng mà, một tiếng này sau đó, hắn lại không tự chủ được mà há to miệng, hai mắt cũng trợn lên tròn trịa. Bởi vì lệ chu chim cắt lần này ra tay, dương động khởi đầy trời thần hà, đại đạo hóa thành thông thiên trụ lớn, hướng về hắn trấn xuống mà đi, thật là đáng sợ, quá cường đại, đại trưởng lão. Bên cạnh, Ngao Gia còn dư lại cao thủ tất cả đều rung giọng hô, chỉ cảm thấy hai tay đều có chút phát rung, cái gì là tuyệt thế địa thánh, đó là đem địa thánh tu vi tu luyện đến cực hạn. Đạt đến địa thánh đỉnh phong, tiếng không thể tiến, theo lý thuyết, lệ chu chim cắt đã đạt đến địa thánh cực hạn, mà đại trưởng lão Ngao Tuân đâu. Chỉ là địa thánh hậu kỳ võ giả, chênh lệch quá xa, này liền cùng đỉnh phong võ đế đối đầu hậu kỳ cử phách võ đế, đó là cái gì kết quả? Miễu sát, phàm thánh đỉnh phong đối đầu phùng thịnh hậu kỳ là cái gì kết quả? Miễu sát. Vậy tuyệt thế địa thánh đối đầu địa thánh hậu kỳ đâu, tự nhiên vẫn là miễu sát, quanh, thần hà dâng lên, quy tắc chi quan dương động trường không, trong nháy mắt bao phủ lại đại trưởng lão Ngao Tuân, mắt trần có thể thấy, Ngao Tuân trên người thánh nguyên tại từng khúc tiêu thất, bị một chút hòa tan, không có nửa phần chống cự, dựa theo cái tốc độ này, mấy cái trong lúc hô hấp. Hắn cũng sẽ bị oanh sát thành cạn bã, hóa thành bụi phấn, thương huyền thành tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai chân run rẩy lợi hại, bây giờ bên trong thành người mạnh nhất ngao tuân đại trưởng lão, đều muốn bị người một chiêu miễu sát, hình thần câu diệt, như vậy bọn họ đâu. Có thể ngăn cản được một cái hô hấp sao, vô tận tuyệt vọng, tại trong video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký